Thưa quý vị, tại cuộc làm việc của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tỉnh Sơn La đã kiến nghị 6 nội dung liên quan đến việc phát triển cơ sở hạ tầng giao thông, cơ chế phát triển khu du lịch quốc gia Mộc Châu, điều chỉnh chỉ tiêu sử dụng đất phi nông nghiệp để thu hút đầu tư. Sau khi nghe ý kiến phát biểu của các bộ ngành trung ương, Thủ tướng nhất trí cao với các kiến nghị của Sơn La, đồng thời giao cho tỉnh phối hợp với các bộ ngành trung ương tập trung triển khai trong thời gian sớm nhất. Tỉnh Sơn La đã kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ gồm 6 nội dung. Giao Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La là cơ quan chủ quản thực hiện đầu tư đoạn tuyến đường cao tốc Hòa Bình Mộc Châu từ km 53+000 đến cuối tuyến thuộc địa phận tỉnh Sơn La dài khoảng 31 km, tổng mức đầu tư dự kiến 3.790 tỷ, trong đó ngân sách trung ương là 1.700 tỷ, ngân sách tỉnh 2.090 tỷ đồng theo luật đầu tư công. Cho phép đầu tư nâng cấp cảng hàng không Nà Sản là sân bay lưỡng dụng theo phương thức đối tác công tư, loại hợp đồng BOT, đồng thời giao Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La là cơ quan nhà nước có thẩm quyền triển khai dự án. Chỉ đạo các bộ ngành trung ương phối hợp với Tập đoàn Điện lực Việt Nam nghiên cứu xem xét đề xuất mở rộng, nâng công suất nhà máy thủy điện Sơn La từ 2.400 MW lên 3.200 MW, mở rộng thêm 2 tổ máy, mỗi tổ máy 400 MW. Cho phép tỉnh Sơn La được xây dựng và thực hiện đề án thí điểm kinh doanh tín chỉ carbon rừng để hỗ trợ tổ chức, cộng đồng, doanh nghiệp, hợp tác xã, cá nhân và người dân trong bảo vệ vốn rừng, trồng rừng, chăm sóc bảo vệ diện tích rừng hiện có với 654.969 ha, tỷ lệ che phủ rừng hiện nay đạt 46,4%. Xem xét cho phép tỉnh Sơn La triển khai lập điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng khu du lịch quốc gia Mộc Châu tỉnh Sơn La đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại quyết định số 128 ngày 25 tháng 1 năm 2019. Chỉ đạo các bộ ngành trung ương hỗ trợ tỉnh Sơn La hoàn thiện các tiêu chí của khu du lịch quốc gia Mộc Châu, phấn đấu đến năm 2025 được công nhận là khu du lịch quốc gia, trở thành một trong những khu du lịch hàng đầu của các tỉnh vùng Trung du và miền núi phía Bắc. Đề nghị Thủ tướng Chính phủ ban hành cơ chế chính sách đặc thù về quản lý quy hoạch, quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng đối với dự án xây dựng nhà ở thương mại tại Mộc Châu, không phải dành một phần diện tích đất 20% để xây dựng nhà ở xã hội. Tỉnh Sơn La có trách nhiệm bố trí quỹ đất phát triển nhà ở xã hội tương ứng ở vị trí phù hợp khác. Cho phép tỉnh Sơn La được bổ sung chỉ tiêu sử dụng đất phi nông nghiệp tại quyết định số 326 ngày 9 tháng 3 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ để triển khai các dự án thu hút đầu tư được kịp thời. Sau khi nghe ý kiến phát biểu của các bộ ngành trung ương, Thủ tướng nhất trí cao với các kiến nghị của Sơn La. Các cái đề xuất của các đồng chí thì cơ bản là đồng tình. Với các bộ các ngành đã có ý kiến rồi. Thì về cái đầu tư cái đoạn đường cao tốc Hòa Bình Mộc Châu thì 31 km này thì đồng ý đồng tình là giao cho, thứ nhất là chuyển cho đầu tư công vì chúng ta đã bố trí vốn rồi, đúng không? Địa phương và trung ương phải kết hợp với nhau đây. Đấy. Thì chúng ta đồng tình cái này và giao cho cơ quan là chủ quản đầu tư là tỉnh Sơn La. Cái này thống nhất cao. Còn cái tuyến cao tốc từ Mộc Châu đến Sơn La thì giao cho tỉnh làm cái công tác chuẩn bị đầu tư. Nhưng mà Bộ Giao thông Vận tải phải phối hợp với các ông chí. Còn cái cảng hàng không thì các ông chí, các bộ, các ngành thì thống nhất cao. Thì đề nghị là Sơn La cùng chủ động cùng với lại Bộ Giao thông Vận tải đề xuất các cấp thẩm quyền để mà xem xét xử lý cái việc này. Cái gì thì thuộc thẩm quyền của các bộ các ngành là các bộ các ngành phải làm. Cái gì thuộc tỉnh Sơn La là Sơn La phải làm. Cái gì thuộc chính phủ thì chính phủ, các ông chí đề xuất chính phủ. Rồi mở rộng cái và nâng cao cái công suất nhà máy thủy điện Sơn La. Thì cái này đề nghị Bộ Công Thương các ông chí nghiên cứu, đánh giá cùng với lại các cơ quan chức năng và đặc biệt là EVN. Rồi Bộ Tài nguyên Môi trường đánh giá cái tác động của nó. Sẽ là cái việc mở rộng này có tác động đến ảnh hưởng đến cái chống biến đổi khí hậu không, đúng không? Và đảm bảo được tất cả những cái điều kiện cần thiết thì là đưa vào quy hoạch thôi. Sơn La được xây dựng thực hiện đề án thí điểm kinh doanh tín chỉ carbon, hoan nghênh. Đề nghị Bộ Tài nguyên Môi trường cùng với các đồng chí làm mà nhân rộng các cái tỉnh miền núi phía Bắc này, nhất là các tỉnh có rừng. Về cái khu du lịch quốc gia Mộc Châu thì cả ba nội dung thì cũng đồng tán thành. Bây giờ cái quy hoạch cái chỗ này là phải các ông chí phải quy hoạch lại, đúng không? Quy hoạch nó mà rộng ra, cái tầm nhìn của quy hoạch trước đây chúng ta quy hoạch có 1.000 hecta thì
Trong lúc đó cả một cái Mộc Châu nó lớn như thế, mình phải quy hoạch cả một cái tầm nhìn hơn 1.000 km2 này, cộng với lại Vân Hồ nữa, đấy, để quy hoạch thành cái khu du lịch trọng điểm quốc gia. Thì các bộ, các ngành trong đó, Bộ Xây dựng, Bộ Văn hóa, Thể thao, Du lịch thì cùng với tỉnh để làm cho khẩn trương cho nó nhanh. Sử dụng đất phi nông nghiệp và đất rừng. Vấn đề này nó không còn là vấn đề là cơ chế đặc thù nữa, mà nó là, tôi thì tôi hiểu là nó là cái vướng mắc của thực tiễn cần phải tháo gỡ. Cũng nhanh chóng cái sửa cái luật đất đai theo cái quy trình là phải năm 2023 đây thì mới xong được cái luật đất đai. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cũng đề nghị tỉnh Sơn La phải phát triển xanh, thúc đẩy phát triển kinh tế tuần hoàn, kinh tế số nhanh và bền vững, tái cơ cấu nông nghiệp, nhất là cây trồng vật nuôi, khai thác tối đa yếu tố con người gắn với bản sắc văn hóa, xây dựng và khôi phục các văn hóa truyền thống, tiếp tục sáng tạo trong điều kiện hiện nay mà tỉnh có tiềm năng phát triển lĩnh vực này, thúc đẩy hơn nữa đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, đổi mới tư duy, cách làm.